Bà thị trưởng Kaylor Bear Xin kính chào quý vị và cảm ơn quý vị lắng nghe thông tin về cộng đồng của chúng ta. Thông dịch viên của chúng ta cho ngày hôm nay là bà Frances Beveridge. Và cảm ơn bà Frances vì dịch vụ bà cung cấp cho cư dân của chúng ta. Một lát nữa chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị về thông tin của COVID-19. Nhưng trước tiên tôi muốn nói về các cuộc biểu tình và về cách thành phố sẽ tiến lên để giải quyết lời kêu gọi của cộng đồng về sự công bằng chủng tộc. Phản ứng của cộng đồng chúng ta đối với coronavirus là giúp đỡ lẫn nhau bằng sự hào phóng của lòng tốt, sự hỗ trợ và lòng chất ẩn. Chúng ta đã cùng nhau tìm giải pháp chia sẻ trách nhiệm để đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của mỗi cư dân trong khả năng tốt nhất của chúng ta là thị trưởng ưu tiên của tôi là đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của Lincoln những giá trị của lòng chất ẩn lòng tốt và trách nhiệm bên cạnh đó các giá trị lớn hơn nữa là sự bình đẳng tự do và công lý khiến chúng tôi sử dụng thời gian này để giải quyết lời kêu gọi của cộng đồng về sự công bằng chủng tộc. Vào Chủ nhật, khi tôi đưa ra quyết định lệnh giới nghiêm ở Lincoln, tôi đã tin rằng vào thời điểm đó nó sẽ ngăn chặn bạo lực tăng cao và phá hủy trong thành phố của chúng ta. Tôi tin rằng nhiều người biểu tình ôn hòa sẽ tiếp tục sử dụng tiếng nói của họ và chấp nhận lệnh giới nghiêm để chúng tôi giữ họ khỏi bị tổn thương bởi các thành viên uh, xấu lợi dụng thời điểm này để gây ra bạo lực và hủy diệt. Vì là một người da trắng, tầm nhìn của tôi về thế giới đã hạn chế tôi nhận ra cách sử dụng lệnh giới nghiêm có thể đã làm mất lòng tin và gia tăng căng thẳng trong đêm đầu tiên của lệnh giới nghiêm cả người biểu tình và thực thi pháp luật đều cảm thấy bị đe dọa và bị thương trong những ngày sau đó thực thi pháp luật những người biểu tình hòa bình và tôi đã học hỏi và phát triển thêm các sĩ quan của chúng ta đã thể hiện cam kết của họ để đảm bảo rằng những người biểu tình của chúng ta có thể được nghe và vẫn được an toàn. Và tại cuộc biểu tình, tôi đã tham dự đêm này qua đêm khác. Tôi đã nghe các nhà tổ chức thể hiện ăn sủng và sự lãnh đạo bằng cách kêu rội hòa bình. Cam kết chia sẻ đối thoại hòa bình này mang lại cho tôi rất nhiều niềm tin rằng có một con đường phía trước cho cộng đồng của chúng ta. Mỗi chúng ta phải lắng nghe, học hỏi và hành động. Tôi đã nghe từ hàng trăm người trong tuần này, những người muốn xem các cuộc biểu tình của họ dẫn đến sự thay đổi tích cực. Nhiều người đã chia sẻ với chúng tôi tám khuyến nghị bắt nguồn từ những lực lượng đặc nhiệm về chính sách thế kỷ 21 Điều này đã ảnh hưởng đến suy nghĩ của các thành phố trên khắp nước Mỹ chúng ta. Cảnh sát Lincoln của chúng ta đã kết hợp nhiều khuyến nghị này vào chính sách của họ. Ở đây để cung cấp thêm thông tin về đó là ông cảnh trưởng Jeff Blymeister. Ông cảnh trưởng Jeff Blymeister. Cảm ơn thị trưởng và chúng tôi, Sở Cảnh sát linh Kinh, những người đàn ông và phụ nữ trong tổ chức của chúng tôi. Các quen thuộc với các khái niệm bắt nguồn từ các tài liệu được đưa ra từ chính sách thế kỷ 21 của Tổng thống Obama. Chúng tôi cam kết đánh giá mạnh mẽ các chính sách của chúng tôi. Chúng tôi thực hiện trên cơ sở hàng năm đưa ra và theo án luật lệ hoặc các thay đổi pháp luật khác nhưng ngoài ra đây là một cơ hội đây là một cơ hội trong tương lai để được đi sâu hơn nữa xem xét từ góc độ mới để áp dụng các khái niệm này cho các chính sách quy trình đào tạo và các biện pháp đảm bảo chất lượng hiện có của chúng tôi điều này đã tồn tại trong một thời gian dài và rất quan trọng để đảm bảo tính minh bạch và sự sử dụng vũ lực phù hợp như chúng tôi đã phản ánh vào tuần trước và sự lạc quan và hy vọng mà tôi dựa trên vài đêm biểu tình ôn hòa nơi những tiếng nói được nghe thấy và không có bạo lực và không có thiệt hại về tài sản có liên quan đến nó và không có thương tích cho sĩ quan hoặc người biểu tình. Tôi biết rằng đã có một quan hệ mạnh mẽ trong cộng đồng của chúng ta giữa cảnh sát và cộng đồng. Nhưng tôi biết, nhân viên của chúng tôi cũng biết rằng đây là một cơ hội khác để chúng tôi cũng cố những mối quan hệ đó và quý vị có sự cam kết của tôi trong tương lai. Xin cảm ơn quý vị và thị trưởng Gaylor Baird. Xin cảm ơn ông cảnh trưởng. Cảnh sát liên kinh của chúng ta nắm lấy sự minh bạch và tự hào giữ mình ở tiêu chuẩn cao nhất. Tôi khen ngợi sáng kiến của các nhà lãnh đạo cộng đồng đang làm việc với LPD để đảm bảo rằng các tiêu chuẩn này là kinh nghiệm sống cho mọi chúng ta trong những ngày tới chúng tôi sẽ thực hiện một số phương cách để giải quyết các mối quan tâm của cư dân và tăng cường trách nhiệm bước tiếp theo chúng tôi sẽ xem xét việc sử dụng cách chính sách vũ lực chúng tôi phải đảm bảo rằng các chính sách này phù hợp với ưu tiên số một của thành phố chúng ta đó là giữ an toàn cho mọi người trong cộng đồng của chúng ta Ngoài ra, chúng tôi sẽ xem xét lại các pháp lệnh chi phối, hội đồng tư vấn cảnh sát cộng công dân hiện tại của chúng tôi và tìm cách kết hợp bất kỳ thực tiết tốt nhất nào có thể đảm bảo thêm một quy trình mạnh mẽ bao gồm khả năng tiếp cận và cách thức nhận được khiếu nại chúng tôi sẽ hợp tác với mọi người trong cộng đồng của chúng ta để tạo ra các buổi họp lắng nghe với các nhà lãnh đạo cộng đồng các nhà lãnh đạo được bầu và cư dân để tăng hiểu biết chung về các vấn đề bất bình cụ thể ở Lincoln sẽ có nhiều buổi họp một trong số đó đã được tổ chức bởi các nhà lãnh đạo biểu tình ôn hòa tại trung tâm Mà Lôn vào đầu giờ chiều nay. Các buổi họp lắng nghe sẽ được tổ chức trên khắp Lincoln bởi các tổ chức khác nhau ở nhiều địa điểm trong những ngày tới. Những nỗ lực này sẽ bao gồm các cuộc trò chuyện với các thành viên vĩ ban, cố vấn đa văn hóa, là một nhóm có các nhà lãnh đạo, cộng đồng, tận tâm và là những người giúp hướng dẫn thành phố của chúng ta. Thứ sáu tới ngày 12 tháng 6 trong giờ ăn trưa, cùng với ông cảnh trưởng Blymeister và hội đồng phụ nữ Central Washington, tôi sẽ tổ chức một buổi họp lắng nghe bằng Zoom với mục tiêu để lắng nghe từ nhiều cư dân đây sẽ là khởi đầu của một cuộc trò chuyện về nơi chúng ta đang ở hôm nay và nơi chúng ta muốn ở trong tương lai. Thông tin và chi tiết về điều này sẽ thông báo thêm. Cuối cùng, chúng tôi cam kết sẽ quay lại với quý vị vào cuối tháng 6 với những bước đi cụ thể hơn thể hiện sự đáp ứng của thành phố đối với mong muốn của cộng đồng. Chúng ta cùng nhau hướng tới sự công bằng, lòng tốt, sự văn minh và công lý. Và bây giờ, chúng tôi sẽ chuyển sang cập nhật của chúng tôi về COVID-19. Chúng tôi muốn nhắc quý vị rằng nhiều thông tin chi tiết có thể được tìm được thấy trên trang web của chúng tôi tại covid19.linken.ne.gov. Không may, chúng tôi bắt đầu cập nhật tình hình của chúng tôi với tin tức về một cá nhân khác trong cộng đồng của chúng ta đã qua đời vì COVID-19. Đây là cái chết thứ 10 ở Lincoln và trái tim của chúng tôi hướng về tất cả những người cảm thấy nỗi đau của những mất mát này. Chúng tôi cũng cảm thấy đau. Giờ chúng tôi cập nhật cho quý vị về quay số rủi ro COVID-19. Cái này đã được thực hiện trong một tháng nay. Công cụ đơn giản này giúp cộng đồng của chúng ta biết những hành động và hành vi mà mỗi chúng ta có thể thực hiện để tự bảo vệ mình và bảo vệ sức khỏe của cộng đồng. Quay số rủi ro COVID-19, cung cấp mô tả trực quan, được mã hóa bằng màu sắc về các điều kiện ở Liên Kinh liên quan đến đại dịch. Màu đỏ biểu thị nguy cơ lây lan COVID-19 cao nhất và màu xanh lá cây thể hiện mức thấp nhất. Đối với mỗi màu của rủi ro, chúng tôi đã cung cấp các khuyến nghị cụ thể về giữ khoảng cách ly, che mặt, rửa tay, cách theo dõi bệnh tật và khử trùng khi chúng ta ở ngoài tại nơi làm việc và nơi công cộng và khi chúng ta ở nhà. Chúng tôi cập nhật quay số vào mỗi thứ sáu dựa trên dữ liệu địa phương để ước tính nguy cơ lây lan của Covid-19 cao đến mức nào. Nhóm của Bộ Y tế đã xác định rằng nguy cơ lây lan của Covid-19 trong động cộng đồng của chúng ta đã giảm và lần đầu tiên chúng tôi sẽ chuyển từ màu cam có nguy cơ cao sang màu vàng là loại rủi ro vừa phải. Lý do của điều này là các chi số của chúng tôi đã được cải thiện. Tôi muốn nhấn mạnh rằng trong khi quay số đã được di chuyển, nguy cơ lây lan COVID-19 trong cộng đồng của chúng ta vẫn là một mối quan tâm và chúng ta cần tiếp tục hành động để giảm sự lây lan. Nếu chúng ta vẫn thận trọng trong nỗ lực duy trì khoảng cách 6 feet với người khác, đeo khăn che mặt, rửa tay thường xuyên và ở nhà nếu bạn bạn bị bệnh, chúng ta có thể tiếp tục phát triển đúng hướng. Bà giám đốc y tế Pat Lopez đang ở đây và giờ bà sẽ cung cấp thêm thông tin về các chỉ số này và giải thích cách xác định này được đưa ra. Bà Pat Lopez. Cảm ơn thị trưởng. Bộ Y tế tiếp tục sử dụng dữ liệu địa phương và khu vực trong vài tuần qua để xác định nguy cơ lây lan COVID-19 trong cộng đồng của chúng ta là cao đến mức nào. Đây là một bản cập nhật về các yếu tố chính Lần đầu tiên, chúng tôi đã chứng kiến 3 tuần liên tiếp trong số trường hợp trung bình hàng tuần của COVID-19 mới đã được giảm đi. Hôm nay, chúng tôi có báo cáo 17 trường hợp. Trung bình 7 ngày đã giảm từ 30 trường hợp vào đầu tháng 5 xuống còn 15 trường hợp vào đầu tháng 6. Chỉ số này đã được cải thiện một yếu tố khác chúng tôi xem xét là tỷ lệ dương tính. Tỷ lệ phần trăm tổng thể của tất cả các xét nghiệm dương tính. Tỷ lệ chung được chia sẻ mỗi ngày vì điều này mang lại một tài khoản chính xác hơn và xem xét xu hướng chung. Chỉ số này cũng đã giảm mỗi 3 tuần qua từ 9.2% vào ngày 15 tháng 5 xuống còn 7.4% vào hôm nay. Để so sánh, tỷ lệ tiểu bang ở mức 13.1% và tỷ lệ nước Mỹ hiện cũng ở mức 13.1%. Chỉ số này cũng đã được cải thiện. Năng lực thử nghiệm địa phương của chúng ta cũng được tiếp tục tốt vào ngày 8 tháng 5, test Nebraska qua thử nghiệm hiện có ở bệnh viện và những nơi lái xe qua. Chúng tôi đã có thể hoàn thành gần 12.000 xét nghiệm chỉ trong tháng 5. Tuy nhiên, tuần này chúng tôi đã thấy số lượng thử nghiệm đã hoàn thành giảm lại và chúng tôi dự đoán số lượng thử nghiệm được hoàn thành cũng sẽ giảm lại. Lý do là Test Nebraska giảm số ngày hoạt động tại Lincoln trong vài tuần tới. Nhưng chúng tôi vẫn còn có khả năng và chúng tôi khuyến khích mọi người đăng ký để được kiểm tra nếu bạn có các triệu chứng của COVID-19. Để bắt đầu, quý vị có thể liên hệ với bác sĩ của mình hoặc điền vào bản đánh giá rủi ro tại chihealth.com hoặc brianhealth.com chỉ số này cũng được coi là ổn định. điều thứ tư là khả năng của bộ y tế để tiến hành điều tra và hoàn thành theo dõi liên lạc. như chúng tôi đã chia sẻ, điều này được coi là bằng thẳng khả năng thực hiện theo dõi liên lạc của chúng tôi vượt qua nhu cầu hiện tại. yếu tố chính thứ năm mà chúng tôi phụ trách là năng lực của các bệnh viện và toàn bộ hệ thống chăm sóc sức khỏe của chúng ta. Để xác định điều này, chúng tôi xem xét tổng số bệnh nhân nhập viện, số lượng dương tính của COVID-19, nhu cầu thiết bị bảo vệ của chúng tôi là gì và sự sẵn sàng của giường ICU. Tổng thể, sức chứa của bệnh viện vẫn còn khả năng chúng tôi đã thấy giảm cấp những bệnh nhân có covid-19 trong bệnh viện Lincoln trong hai tuần qua. Hôm nay, các bệnh viện địa phương của chúng tôi báo cáo có 30, 36 bệnh nhân covid-19. Điều đó bao gồm 18, 18 từ quận Lancaster và 18 từ bệnh ngoài cộng đồng của chúng ta. Bốn trong số những bệnh nhân này đang được ở uh, thở bằng máy của quận Lancaster và bốn người là thành viên cộng đồng của các quận khác. Chỉ số này là lành mạnh và ổn định. Cuối cùng, chúng tôi xem xét số người chết. Thật không may, chúng tôi biết rằng cái chết sẽ xảy ra với virus này. Mỗi cái chết này là một thành viên trong cộng đồng của chúng ta và sự mất mát của những người sự mắc mạn của những người dễ bị thương nhất là khía cạnh nghiêm túc nhất của Covid-19. Như thị trưởng đã nói, chúng ta đã trải qua tổng cộng 10 trường hợp tử vong tại quận Lancaster kể từ ngày 8 tháng 4. Do đó, tính đến tất cả các yếu tố chính, Sở Y tế đã khuyến nghị chúng tôi nên chuyển quay số xuống màu Um, vàng cao cao nhất điều này um, vẫn có nghĩa là nguy cơ lây lan Covid-19 vừa phải chúng tôi làm rất thận trọng và hy vọng rằng mọi người sẽ hiểu rằng tiến trình này có thể bị mắc dễ dàng hơn so với nó đã đạt được đây là một tin tốt chúng ta đang đi đúng đường tuy nhiên vẫn còn mối quan tâm khi chúng ta tiến lên có sự thận trọng vì virus vẫn có thể làm tăng tác động của nó ở linh khi chỉ đạo các biện pháp y tế được giảm bớt mọi người trở nên năng động hơn có thể bắt đầu tổ chức các cuộc tụ họp nhỏ với bạn bè và gia đình và tham dự các sự kiện ngoài trời sẽ có nhiều cơ hội tiếp xúc với cộng đồng. Và cũng như có sự lo lắng trên cả nước, chúng ta cũng phải cẩn thận những đám đông lớn tụ tập trong các cuộc biểu tình ở địa phương không làm tăng suy sự lây lan của Covid-19 tại Lincoln và gây ra sự bùng phát. Tiếp xúc gần trong đám đông và kề vai sát cánh trong thời gian dài sẽ làm tăng nguy cơ phơi nhiễm từ, từ COVID-19. Chúng ta cũng cần xem xét những gì đang xảy ra trong khu vực. Và Omaha đã chứng kiến sự gia tăng các trường hợp trong bốn tuần liên tiếp gần đây. Và gia tăng trong các trường hợp nhập viện. Và thậm chí tệ hơn nữa là có nhiều tử vong. Chúng tôi đang liên lạc với Sở Y tế của quận Douglas và sẽ tiếp tục theo dõi chắc uh, sẽ tình hình của họ. Chúng tôi đã liên tục chia sẻ những gì chúng tôi phải làm để giảm nguy cơ lây lan của COVID-19 ở Lincoln và quận Lancaster. Cũng như giữ khoảng cách, đeo khăn che mặt khi uh, đứng xung quanh người khác, thường xuyên rửa tay bằng chứng cho việc hỗ trợ các khuyến nghị này vừa được công bố trên The Lancet. Đây là một tạp chí y khoa. Những phát hiện được rút ra từ một tổng quan hệ thống của 172 nghiên cứu quan sát trên 16 quốc gia và 6 châu lục. Nó cung cấp bằng chứng tốt nhất hiện có rằng các chính sách hiện tại về giữ khoảng cách và đeo khẩu trang có liên quan đến mức giảm nhiễm của chung. Nó cho thấy giảm nguy cơ 82% khi giữ khoảng cách. Bằng chứng này có quan trọng để hỗ trợ các hướng dẫn được khuyến nghị. Những dữ liệu này cũng cho thấy rằng việc che mặt bảo vệ mọi người chống lại sự lây nhiễm của virus COVID-19. Các phát hiện cho thấy việc sử dụng khẩu trang có thể giảm 80% nguy cơ nhiễm virus đường hô hấp. Để được rõ ràng, chúng tôi cần sự cam kết của mọi người để bảo vệ nhau để chúng ta ở trong màu vàng, một mức độ rủi ro vừa phải để hy vọng chuyển sang màu xanh lá cây. Và đặc biệt, đối với người lớn trên 65 tuổi, Bất kỳ ai có tình trạng sức khỏe tiềm ẩn và các nhóm dân số khác có nguy cơ cao của COVID-19, vui lòng ở nhà càng nhiều càng tốt. Nhờ sự giúp đỡ của người khác cho các nhu cầu bên ngoài như là đi mua đồ ăn và thuốc men và nhớ giữ khoảng cách với những người khác khi quý vị ở bên ngoài. Linh kinh xứng đáng với một lời cảm ơn lớn và sức khỏe cộng đồng muốn cảm ơn quý vị đã tham gia vào phản ứng đại dịch này và giúp cộng đồng tiếp tục tiến lên. Bà thị trưởng Kayler Baird. Cảm ơn giám đốc Lopez. Bà và nhóm của bà tại phòng y tế công cộng quận Lincoln Lancaster xứng đáng được nhận một lời cảm ơn rất lớn từ tất cả chúng ta và vang lên lời khen ngợi của bà về cộng đồng của chúng ta, những người đã làm rất nhiều, thực hiện rất nhiều bước để đưa chúng ta đến điểm điểm này trong đại dịch. Vì nhiều thành viên trong cộng đồng của chúng ta đang kêu gọi công lý chủng tộc được lắng nghe bằng cách tham gia các cuộc biểu tình và phản đối. Như giám đốc Lopez nói, chúng tôi muốn khuyến khích những người đang tham gia hãy che mặt và giữ khoảng cách ở mức độ có thể. Nếu quý vị đã tham gia vào cuộc biểu tình này, quý vị có thể đủ điều kiện để đi kiểm tra COVID-19 trong thông qua testnebraska.com. Chúng tôi khuyến khích quý vị truy cập trang web và điền vào đánh giá rủi ro để xem quý vị có đủ điều kiện không. Điều này kết luận các nhận xét được chuẩn bị cho cuộc họp cộng đồng của thị trưởng Keller Bear về COVID-19 sau mỗi cuộc họp giao ban cộng đồng. Sẽ có thời giờ ngắn cho câu hỏi và trả lời cho những phương tiện truyền thông không được thông dịch. Vui lòng gọi cho đường dây nóng coronavirus của Sở Y tế quận Lincoln-Lancaster với bất kỳ câu hỏi nào của quý vị về cuộc họp ngắn ngày hôm nay. Các biện pháp y tế theo chỉ dẫn hoặc bất cứ điều gì liên quan đến COVID-19. Số điện thoại là 402 441 8006 và sẵn sàng cho các thành viên cộng đồng bất kể ngôn ngữ họ nói. Khi một thành viên của Bộ Y tế trả lời điện thoại, hãy cho biết ngôn ngữ mà quý vị nói và quý vị sẽ được kết nối với một nhân viên ngôn ngữ đó hoặc một thông dịch viên sẽ sẵn sàng giúp đỡ. Ngoài ra, tìm thông tin cập nhật trên trang web phản hồi COVID-19 của thành phố Lincoln tại covid. -19. 19 ne gov Thông tin trang web có sẵn sàng bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau thông qua công dụng dịch Google trước trực tiếp trên trang web. Chỉ cần chọn ngôn ngữ có sẵn trong danh sách dịch trang này ở phía trên bên phải của trang web phản hồi COVID-19. Ngoài ra, có các liên kết đến bản dịch IPD cho các biện pháp y tế theo chỉ đạo và thông tin quan trọng khác trên trang web phản hồi COVID-19 của LinkedIn.